Hello các anh chị, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách hai gạt gum, rồi hai cái gum, rồi thêm hai cầu gum nữa anh chị. Sẵn tiện cái máy này nè, em thay cho khách rồi em sẽ hướng dẫn cho anh chị luôn anh chị. Các anh chị nào biết rồi thì xem cho vui anh chị, còn anh chị nào chưa biết thì xem làm anh chị. Trước tiên anh chị gỡ cái cụ mặt ra. Anh chị mua cái dứt thích nha, mua đầu tư dứt thích nè, nó thích nó an toàn anh chị, để tránh trường hợp rớt học xuống đi. Anh chị lấy nó ra thì phải để quan bệt, xong rồi cái dắt nè, cái dắt từ đây mà từ đây từ, xong rồi anh chị dắt từ đây đi sẽ hẳn ra thì để quan bệt, thì để xuống quan bệt, để chỗ nào đừng có kim bọng nha anh chị, kim bọng là nó hít vô trong tử nha anh chị, để tờ giấy lót chứ chị để rồi, xong chị lấy cái sạc ra, chị lấy cái sạc ra, anh chị lưu ý là ốc này lót sạc nha anh chị, cái anh chị thấy không, nè, chị nè, đó nè, ốc lớn nè, lót sạc nè, để anh chị gắn lộn ốc đó nha, để có độ đặc hậu nha anh chị, chị chuyên gia gắn lộn luôn. Số khách đang đo đến lộn xong rồi chị ra hai ngóc nha, hai ngóc thúc dắt chị ra xong rồi chị kéo ra cầm và cầm nó, nói chung cầm đâu kéo ra không được, có thắng nha. Để em quay camera lại gần để mở cái gum nghe anh chị. Tiếp tục nha anh chị. Bữa nay em quay góc hơi xa nha anh chị. Em mở cho anh chị xem. Anh chị trước tiên chị mở này. Xong rồi anh chị mở ba góc này, sẵn cái chỗ tâm giác nè, 1, 2, 3 cái tâm giác này anh chị mở đây nè, rồi xong anh chị kéo nó ra, anh chị kéo nó ra anh chị. Chị để con bên như vậy, cũ thì không sao anh chị lấy ấy, còn mới anh chị cẩn thận anh chị để cái góc nào của người anh chị. Trước tiên em chỉ anh chị cái cách hai gạt cho anh chị. Ở đây nó có cái thằng đè cái gạt cho anh chị, để gạt đây nè, gạt gì sao hồi mình mới hai gạt được. Cái anh chị dặn bốn góc ở đây này, bốn góc 1, 2 ở đây còn 3, 4 chị mở đi nè, mở ra xong rồi anh chị nhớ nha, khi mà anh chị nó còn gạt bên đây nè, anh chị lắc lên lấy cái gạt không được, dưới nè, nó không anh chị có gạt gì bên đây đó. Chị lấy ra. Xong rồi anh chị nó ở đây nó có ngóc nè, chị mở ngóc ra, em coi cầm ra anh chị thấy không, chắc thấy, xong mình chị kéo lên cái hàng nó gạt lên đó.
em lại nghe lên nó có hai cái miếng miếng mũ này, hai góc mình chịu mở ra. Ở trong đây mà có mật dơ nó chạy lâu ngày anh chị, thì anh chị vệ sinh nó luôn nha anh chị. Anh chị mua máy hút anh chị hút nó luôn, nó sạch sẽ. Anh chị gửi qua bên nhà cũ, chị lấy việc mới. Bên em có bán gạt luôn nha anh chị, anh chị có mua ủng hộ nha anh chị. Xong anh chị đã cái này vô. Quay mặt này vô cho mình chị để vô, cho mình chị giảm hấp lại. Hai mặt này mặt nào cũng được nha anh chị, không nhất thiết nhưng mà nó không có ngược ha. Nếu nói quay anh chị quay đầu nào cũng được, cho mình chị xếp nó vô. Khi mà cái anh chị đưa cái gum vô mà nó đánh cực 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 á, thì anh chị tha miếng miếng mực á cho nó chặt ha. Còn này thì nó có phấn sẵn này nên em không có hai anh chị, anh chị để lại. Đây phút phút sẵn rồi, khỏi. Xong rồi chị gạt nó lên lại. Xong rồi chị đẩy nó lại đi. Cái nào cho nó xong cái đấy đi. Anh chị dẫn bố mắt này lại. Cái này là anh chị dán nha anh chị, để tránh trường hợp mực nó văng lên cây sạc của mình. Dán cái lúa lại. Mục đích của nó là đừng để cho mực nó bay lên cây nhạt nha anh chị. Tại vì do mình xài mực giỏm thôi anh chị. Về Việt Nam mình còn đa phần xài mực giỏm mà nó bay lắm nha anh chị. Cái tức em hai cái bộ cầu lưng nha. Có cầu lưng là của đôi 7 nha anh chị, nên em hai một cồi nhôm cho ảnh luôn. Cồi nhôm này nè, em háo khách nè, háo cái cùi này em làm rồi, em làm sẵn hết rồi. Nhưng mà giờ đồ càng ngày càng hiếm anh chị, hiếm quá. Giờ em lấy đỡ cùi kia gắn cho ảnh luôn. Cùi này được đủ 3 con. Này là bồ cò gôm cũ nha anh chị. Này là bồ cung mới nè, chính hãng nè. Nếu anh chị có nhu cầu mua ủng hộ em. Cái này là cũ nha anh chị, em chưa có thay á. Bây giờ em thay luôn nha anh chị, thay cò luôn. Nó không hai cò, em có hai cò mà được nè, không hai cò nè. Nó ăn 3 lượt nữa không. Mới thì nó xài ok nha anh chị. Xài thời gian riết thì cái tuổi họ nó xuống thì nó gì nè. Nói chung cái gì cũng có tuổi họ anh chị. Thay cò nó bào cái gùm này nè. Nên em thay con này tránh luôn. Rồi anh chị theo dõi em thay nha. Trước tiên hai anh chị mở cái này ra sau lưng. Mở sau lưng này. Có hai con ốc nè, một con, hai con. Anh chị theo dõi em mở nha. Anh chị kéo nó ra. Anh chị để viên đây luôn. Xong ở đây nè, nó có cái phe nhỏ nè anh chị. Cái này nè, anh chị mở cái phe này ra nha anh chị. Mở phe ra, xong anh chị để qua bên luôn. Có anh chị có cái gỗ, anh chị để cho cái gỗ. Anh chị lấy này ra. Xong rồi anh chị quay hẳn lại. Quay hẳn lại. Xong anh chị đẩy này lên trước. Để anh chị quay này ra nè. Quay ngược nè. Quay dẫn lên, anh chị mở góc này nè. Anh chị đẩy lên trước, anh mở này ra. Thấy không? Quay này ngược. Ngược lại. Để được tiếp này. Tặng anh chị mở ốc mới được. Mở cái này nè. Anh chị mở cái này ra. Cái ngón này là đặng nó đưa vô cái lỗ của trong đen này để cho nó nhịp đó. Nhịp anh cho cái con đi tới luôn.
để gì trước mình lấy là được anh chị. Hồi mình để vô mình để ngược thì sao? Mình rút cái này ra. Rút mạnh ra. Kéo gì trước. Đẩy gì sao xong rồi thì mình đẩy gì trước. Khi nó hở cái này ra anh chị đẩy gì trước. Anh chị lấy này ra. Xong rồi anh chị hai một phần em rồi ta cắt luôn. Trước khi để vô thì anh chị hai miếng mỡ bò này chăng hai cái đậu nữa đây nè, đang này đang để vô cho nó dễ nha chị. Đây nè, ở đây nó cũng có cái bạc khao đó nha chị, bạc khao với cái lòng đó, lòng đó. Xong anh chị để vô đó. anh chị đẩy hàng sau trước, đẩy cho nó vô lòng sau trước. Anh chị hai mỡ bò mục đích nó trơn, anh chị đẩy vô cho nó dễ. Xong anh chị canh lỗ trước chị canh lỗ trước nè. Chị đẩy, nói chung chị lấy là trên chị đẩy gì sao xong rồi kia mà nó ra cái lỗ nè nên chị giờ nó xuống rồi. Xong mình chị quay cái càng lại, quay lại chỗ nãy đang mình bắt cái này vô lại nó quay gì nữa còn mình chị dễ bắt. Cái chị đẩy gì trước nha, xong mình chị quay vô gì, quay vô gì nè ha, quay ngược gì là anh chị họ mất công anh chị tháo ra nữa. Quay vô gì nè, quay về trong á, anh chị siết nó lại, nó siết cứng là xong mình chị bẻ nó xuống, anh chị đưa nó vô lại, nó căng lỗ nó để nó có cái cây sau lưng này chị, nó nhiệt nè, nó nhiệt nó đi tới đây lui nè, nè đưa vô nó có lỗ chứ. Anh chị mở ra anh chị để ý là anh chị biết nè. Xong anh chị ra miếng mỡ bò vô đây luôn. Ở trong đây nó có mặt đạn một chiều anh chị, để nó nhịp á. Anh chị hạ mỡ bò nó, anh chị thấy nó không nhịp anh chị xịt vô bẫy nữa nha anh chị, để tránh trường hợp nó không quay nha anh chị. Anh chị để nó vô, em quay cho anh chị góc gần luôn đó, cho anh chị để nè, để hẳn vô bình thường đó. Cái anh chị nó không vô anh chị đẩy bột còi gì làm sao nó kia mà nó ló cái này anh chị bấm que lại đó. Anh chị bấm que lại nha anh chị, bấm que là bình thường thôi anh chị, hơi xa em không có quay được, khi vô que là anh chị đó. Vô cho vô phải anh chị đẩy gì luôn. Em sẽ quay thẳng thẳng. Nhớ có lò xo nha anh chị. Không có lò xo này là nó đẩy cái chỗ gươm ra. Chỗ lông á. Anh chị đưa vô lỗ này. Nè. Đưa vô lỗ này. Rồi xong mình chị nhét nó vô. Nè nó có hai cái gờ đen nè. Cái nào cũng có hai gờ đen nha. Anh chị bắt ốc lại ốc này. Bắt hai ốc này. Hai con gâm xong đó. Ở này nó nhịp nè, đẩy tới đây lùi nè, thấy không? Đẩy tới cho lùi nè. Là ngay chân chỗ này anh chị nhớ quay vô cho ra gì sao nghe anh em nói gọi. Đó. Ở đây nó có cái lỗ nè. Nè. Em quay gần lên cho anh chị nè, có lỗ nè. Đó. Xong rồi hai gâm luôn anh chị. Hai gâm anh chị. Cái đỡ bình thường vậy. Ở đây nè. Nó có ba ngóc ở trên nè. Anh chị mở ba ngóc này ra. Anh chị mở lên. Cái nào cứng quá anh chị lấy cái cây sắt nhỏ anh chị hộp nó xuống anh chị dỗ nó xuống anh chị. Đôi khi mấy cái này nó hít đó, hít là nó cứng à.
Bên em có bán gươm luôn anh chị. Chị có mua gươm bông ngò em. Gươm mít su. Đu 7 cho lên xào mít su ngon rồi nè. Anh chị cứ để, không phải để cái miếng chè đen này để bình thường, anh chị để nó vô. Nó xuất mình rồi. Xong rồi anh chị để nó vô. Thế giờ anh chị chùi. Anh chị để nó vô. Anh chị canh cái chân lót á. Anh chân cái này nè. Cái miếng này nè. Anh chị canh xuống rồi. Canh sao đúng ba con là được. 1, 2, 3. Rồi xong anh chị dẫn nó lại. Nhá không anh chị, đừng có dặn ship vô anh chị. Nhá ba con đi rồi xong hết vô ba con anh chị ship lại luôn. Tất cả cái gì gì. Chỗ nào một con anh chị dặn ship luôn. Còn nào từ hai con, ba con, bốn con nữa lên chỉ nhá rồi. Nó xong rồi. Xong rồi anh chị đẩy vô. Khi anh chị đẩy vô anh chị cứ kéo này ra. Kéo này ra. Khi anh chị tránh trường hợp để nắng anh chị. Một cái tình trạng này là nắng á. Anh chị đẩy qua rồi. Xong rồi anh chị gạt nó, gạt coi thử nó còn nhảy không. Nó nhảy anh chị hai phắn thôi nha. Hoặc là hai mực. Còn nó không nhảy thì chị cứ gắn như bình thường. Chị gắn này lại, gắn chắc này lại. Xong mình chỉ bắt ấp nó lại. Rồi xong mình chị nè, cái nấm này nè. Cái mặt nào cao nhất là nó nằm ở trên nha anh chị. Đó, anh chị thấy nè, cái này nè. Cái này là cao nhất là anh chị để trên. Không thì anh chị đánh dấu lại. Xong mình chỉ bắt ba nó đi rồi. Cứ đưa vô bình thường nó vô lỗ là được. Em hai gươm rồi đó, xong rồi em sẽ quay để vô cho anh chị xem luôn. Rồi để em quay camera em quay để vô cho anh chị xem luôn anh chị. Tiếp tục anh chị, em để vô anh chị. Khi chị anh chị để vô anh chị nhìn cái này nè, cái rãnh này nè. Cái rãnh này nè, cái lược nè. Dưới đây nó có cái lược. Cái lược dưới này nè, cái này là nó gài là cái miếng sắt gài nè. Anh chị nào biết rồi thôi, anh chị nào không biết thì chị nhìn em làm. Anh chị để nó vô trước. Để anh em vừa đây đến dưới này. Xong cái anh chị canh cái chẳng lỗ bên đây. Anh chị đẩy nó vô. Anh chị đẩy nó vô. Anh chị vô đây à. Anh chị đẩy nó vô. Xong phía trước tiên anh chị chạy dắt đi. Chạy dắt trước đi. Rồi hả bắt ốc. Anh vô ốc lại. Đây còn. Đây còn. Đây còn. Xong rồi chị dắt này sạc ra luôn. Nói chung đưa từ học từ đưa vẫn được. Trước cũng được không sao hết. Nhớ cái ốc ngóc này anh chị. Này. Xong anh chị đưa vô. Bắt lại, nó có nhiệt hay không? Nó bắt sai ốc lên này. Xong anh chị đưa học tập vô. Trước khi anh chị đưa học từ anh chị nghiêng khoảng 45 độ này anh chị. Anh nghiêng 45 thì anh sẽ chia sẻ cho điều tận anh chị đã vô. Xong anh chị gạt nhiều không rồi. Xong anh chị gắn dắt lại. Xong anh chị đẩy cụm sẽ đi. Bấm mũi vô. Chị dắn dắt lại anh chị. Để quên dắn dắt nó báo lỗi CD 30 anh chị. Rồi xong anh chị dắn nắp bên đây lại. Cái cụm CD 30 á, anh chị nó có cái lỗ nè, anh chị đưa vô cái chân cái chỗ cái miếng mũ đưa ra đưa vô lại đưa cái nhà để anh chị biết đưa nó bị chổi lên nó gãy à. Rồi xong anh chị đưa vô cùng nhưng mà kinh chị canh cái chân lỗ như này nè, cái chân cái chốt của mình chị đưa nó vô nó vô xong anh chị kéo qua đây xong chị dán dắt lại làm ở đâu cũng nhớ cái nhắc anh chị xong anh chị nhìn cái lỗ này nè anh chị đút nó lên giờ tết thì lùi nó nghe lỗ anh chị đút nó lên xong anh chị gạt ra khóa này lại.
tin nhắn mạnh nó vô thì đã hết rồi. Video hướng dẫn hai cái gum mới, hai cò gum với hai gạch gum của em đến đây đã xong. Anh chị xem like video nhớ like ủng hộ nha anh chị. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều.